Lâm Y Thần tiết lộ chịu áp lực của gia đình chồng vì chưa thể có con nối dõi. Sau 7 năm lấy chồng, đại tỷ Lâm Y Thần kể chuyện làm dâu, phải dậy từ 4 giờ 30 sáng. Có thể nói cuộc sống của Lâm Y Thần trong nhà của Lâm Vua Siêu không thoải mái như nhiều người nghĩ. Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa đăng tải tin tức về cuộc sống của đại tỷ Lâm Y Thần trong gia đình nhà hào môn. Thông tin này nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ, đặc biệt là sau khi tin tức Lâm Y Thần gặp khó khăn trong chuyện mang thai được đăng tải. Hôn nhân của Lâm Y Thần nhận được nhiều sự quan tâm của fan. Theo đó, đại tỷ xứ Đài không chịu ít áp lực từ phía gia đình nhà chồng sau 7 năm cô chính thức làm dâu họ Lâm. Hơn thế, cuộc sống của Lâm Y Thần cũng không hề thoải mái như nhiều người nghĩ vì cô phải hoàn thành bổn phận của một cô con dâu chính hiệu. Trong một chương trình truyền hình, Lâm Y Thần cho biết cô sống cùng với bố mẹ chồng nhiều hơn ông xã vì Lâm Vua Siêu thường xuyên đi làm xa nhà. Cụ thể mỗi sáng, Lâm Y Thần phải thức dậy từ lúc 4 giờ 30 để chuẩn bị bữa sáng. Có nguồn tin cho biết thêm, bố mẹ của Lâm Vua Siêu bắt cô ăn ít sống để bồi bổ với hy vọng con dâu sớm có thai. Được biết, do Lâm Vua Siêu không ở nhà nên anh để mọi chuyện trong gia đình cho vợ quản lý. Cũng vì thế mà Lâm Y Thần không có nhiều thời gian dành cho mẹ ruột và em trai cô. Nhiều người cho rằng cuộc sống ở nhà chồng của chị đại xứ Đài chẳng hề dễ dàng. Lâm Y Thần và Lâm Vua Siêu chính thức kết hôn vào cuối năm 2014. Cặp đôi từ bạn bè thanh mai trúc mã trở thành người yêu và người nhà. Sau 7 năm kết hôn, Lâm Y Thần vẫn đóng phim trong khi Lâm Vua Siêu bận rộn với công việc kinh doanh. Cặp đôi thường xuyên xa nhau vì đại tỷ Cbiz chủ yếu ở Đài Loan trong khi ông xã làm việc tại California, Mỹ. Sống xa nhau, cộng thêm chuyện chưa có con khiến cho cặp đôi song Lâm dính nghi vấn rạn nứt, thậm chí ly hôn. Từng xuất hiện thông tin Lâm Y Thần quyết định nghỉ ngơi không làm việc để thụ tình nhân tạo. Đó cũng chính là lý do mà thời gian gần đây người ta không thấy cô xuất hiện trên màn ảnh và ít tham gia sự kiện hơn. Tuy nhiên, mong ước có con của Lâm Y Thần vẫn chưa được toại nguyện. Nữ diễn viên còn tâm sự, được làm mẹ là ước mơ lớn nhất của cô nên đặc biệt coi trọng. Nhìn hình ảnh của Lâm Y Thần, không biết người phải thở dài thương xót bởi cô là một cô gái tài năng, xinh đẹp, có gương mặt rất hiền lành, phúc hậu nhưng cuộc đời lại đầy rẫy bi kịch. Lâm Y Thần sinh năm 1982, ngay từ nhỏ gia đình đã không yên ấm. Đến khi cô học trung học thì cha mẹ ly hôn, một mình mẹ nuôi lớn hai chị em. Năm 2000, Lâm Y Thần đăng ký tham gia một cuộc thi nhan sắc để kiếm tiền mua máy tính cho em trai, không ngờ đăng quang hoa khôi, từ đó chính thức bước chân vào showbiz. Người đẹp từng có thời gian làm người mẫu cho các hợp đồng quảng cáo, sau đó chuyển hướng sang đóng phim. Với khả năng diễn xuất thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Lâm Y Thần ngày càng khẳng định vị trí của mình trong showbiz, được coi là một trong những nữ diễn viên thần tượng đắt giá nhất Đài Loan. Những vai diễn ấn tượng của Lâm Y Thần phải kể đến Phiên Tương Cầm trong Thơ Ngây 1 và 2, Thất Công Chúa trong Thiên Ngoại Phi Tiên, Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu 2008. Trong đó, vai diễn Hoàng Dung của Lâm Y Thần nhận được nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn. Nữ diễn viên khi đó đã 26 tuổi, nhưng vào vai một cô nhóc 15-16 tuổi rất ngọt. Cuối năm 2014, Ngọc Nữ xứ Đài lên xe hoa với doanh nhân Lâm Vua Siêu sau 10 năm quen biết, 2 năm tìm hiểu. Từ đó, Lâm Y Thần giảm bớt lượng công việc để chăm lo cho gia đình và lên kế hoạch làm mẹ. Tuy nhiên, vợ chồng người đẹp thường xuyên xa cách do ông xã phải ở Mỹ để điều hành công ty, còn cô lại sinh sống và làm việc ở Đài Loan.